cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. À, tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới các em nhé. À, sau đây là nội dung gồm các bài trọng tâm của mỗi chương, đó là bài 6, bài 9, bài 15, bài 21, bài 26 và bài 27. Các em cùng ôn lại nhé. trong ngành động vật nguyên sinh các em lưu ý đó là trùng kiết lị thì trùng kiết lị này ký sinh trong thành ruột của người chúng gây vết lét ở niêm mạc ruột rồi sau đó nuốt lấy hồng cầu bào sát của nó xâm nhập vào trong cơ thể của con người qua đường tiêu hóa có nghĩa là theo thức ăn nước uống vào trong ống tiêu hóa của người à, triệu chứng đó là bệnh nhân đau bụng đi ngoài trong phân có lẫn máu như chất nhầy như vậy trùng kiết lỵ là một trong những động vật nguyên sinh ký sinh gây hại cho con người thế thì biện pháp phòng bệnh ở đây là gì thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ăn uống phần này các em tìm hiểu thêm à, vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi ăn uống là chúng ta nên làm những cái gì nè à, thứ hai là môi trường nơi ở cũng phải giữ gìn vệ sinh thật là sạch sẽ còn thứ hai đó là trùng sốt rét trùng sốt rét này xâm nhập được vào trong cơ thể của người là do mũi anopheles đốt sẽ truyền vào trong máu cho người khi vào trong máu người thì mỗi trùng sốt rét chui vào trong hồng cầu sử dụng chất nguyên sinh trong hồng cầu đó để lớn lên sinh sản cùng lúc cho ra nhiều cá thể mới sau đó chúng phá hủy hàng loạt hồng cầu để chui ra ngoài máu thì người bệnh sẽ lên một cơn sốt và mỗi trùng sốt rét lại tiếp tục tiêm đến hồng cầu mới ký sinh trong đấy để tiếp tục vòng đời hủy hoại hồng cầu. Như vậy, chúng ta cần có những biện pháp phòng bệnh sốt rét như thế nào nè? Thứ nhất là phải diệt mũi anofen diệt mũi bằng cách là có thể sử dụng như là thuốc diệt mũi nè. Thứ hai là chúng ta diệt bọ gậy, bọ gậy chính là lăng quăng. Bằng cách là gì? Không để ao tù nước động nè, để mũi nó đẻ trứng vào trong đó. ha Thứ ba đó là tránh không cho mũi đốt như là mặc áo quần dài tay, nè ngủ màng kể cả ban ngày vân vân. Thứ tư đó là phải giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở phải thông thoáng để tránh cái môi trường nơi mà mũi nó hay lưu trú ở đó. Kể đến là chương 2 ngành ruột khoang. Thì trong ngành ruột khoang này các em cũng đã được học và làm quen với rất nhiều đại diện như là thủy tức nè. Thì thủy tức sống ở nước ngọt di chuyển chậm chạp kiểu sâu đo hay là lộn đầu à, và đa số ruột khoang thì sống ở biển như là sứa thì thích nghi với lối sống là bơi nhanh hải quỳ thích nghi với lối sống bám và san hô cũng sống bám và nó không có khả năng di chuyển chúng tạo thành một tập đoàn san hô trong các đại diện của ngành ruột khoang thì em hãy lưu ý kỹ cho cô đại diện đó là san hô thì trong sinh sản san hô có điểm khác so với thủy tức đó là tròi con không tách rời cơ thể mẹ mà dính với cơ thể mẹ để tạo nên một tập đoàn san hô có khoang ruột ăn thông với nhau. trong các ngành dung thì chúng ta chú ý cho cô là ngành dung đốt đại diện đó là con dung đất về đặc điểm chính của cơ thể là cơ thể của nó dài nè có đối xứng hai bên phân đốt và có khoang cơ thể chính thức thứ hai đó là dung đất di chuyển nhờ sự chung giãn của cơ thể kết hợp với các vòng tơ nè và thứ ba đó là nó là cơ thể lượng tính à, khi sinh sản thì chúng có hiện tượng ghép đôi trứng được thụ tinh và phát triển trong kén để trở thành con dung non và các em hãy lưu ý ôn kỹ cho cô phần vai trò của dung đất nhé thì dung đất có vai trò gì đối với đất trồng nè như các em đã biết thì xác của thực vật như là lá cỏ rễ chết nè và phân hữu cơ đó là nguồn thức ăn cho dung đất chứa rất nhiều thành phần hữu cơ nè và khoáng chất do vậy chất thải của dung đất khá giàu dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng nè và khi dung đất chết đi thì cơ thể của chúng bị phân hủy và đóng góp một nguồn nitơ rất là dồi dào trung bình thì mỗi năm một cá thể dung đất có thể chuyển hóa đến hàng trăm tấn đất giúp đất trở nên màu mỡ hơn nè và nữa đó là gì? Những vùng có dung đất sinh sống sẽ thoát nước nhanh gấp 10 lần so với đất thường. Việc dung đất di chuyển và đào hang không chỉ tạo ra những đường rãnh để nước không bị ứ động mà khiến cho đất được tơi xốp và phân bố đều chất dinh dưỡng hơn. Nhờ vậy, các nhánh của rễ cây nó dễ dàng hô hấp và được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Đó là những lợi ích của dung đất đối với đất trồng, các em lưu ý nhé. Tiếp theo đó là bài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Trong ngành thân mềm các đại diện em đã được làm quen đó là như trai nè, sò nè, ốc sên nè, mực nè, bạch tuộc nè, vân vân. Chúng rất khác nhau về kích thước nè, môi trường sống và tập tính, đó là sự đa dạng của chúng. Kế đến đó là vai trò thực tiễn của ngành thân mềm. Phần này các em cũng lưu ý ôn thật kỹ nhé chúng có những vai trò như thế nào về mặt có ích đó là làm thực phẩm cho con người nè làm thức ăn cho động vật khác nè làm đồ trang sức làm vật trang trí làm sạch môi trường nước có giá trị về mặt xuất khẩu nè có giá trị về mặt địa chất à, bên cạnh đó thì nó có những cái tác hại nhất định như là có hại cho cây trồng chẳng hạn như là ốc sên nè làm vật chủ trung gian truyền bệnh dung sáng như các em đã được học đó là ốc ruộng nè ốc gạo Vâng, vâng. Châu chấu là đại diện cho lớp sâu bọ thuộc ngành chân khớp. Về cấu tạo ngoài thì cơ thể của chúng gồm 3 phần, phần đầu có một đôi râu, mắt kép và cơ quan miệng, phần ngực có 3 đôi chân và hai đôi cánh, phần bụng chia làm nhiều đốt và mỗi đốt có một đôi lỗ thở. Đó là về cấu tạo ngoài của nó. Về di chuyển thì châu chấu di chuyển như thế nào nè? Theo em thì khả năng di chuyển của châu chấu có linh hoạt hơn so với những loài sâu bọ khác hay không? Và tại sao? À, nó di chuyển rất là linh hoạt ha, bởi vì nó có 3 khả năng di chuyển, đó là bò nhờ ba đôi chân ngực, nhảy nhờ đôi chân càng nè và bay nhờ vào hai đôi cánh của nó. Về sinh sản và phát triển thì như thế nào nè? À, châu chấu non nở ra gần giống với bố mẹ nhưng nhỏ chưa có đủ cánh, đó là kiểu biến thái không hoàn toàn và nó phải trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành. Đến đây cô có thể đặt một câu hỏi như sau, à, châu chấu non lớn lên bằng cách nào nè và vì sao? Các em thấy đó, châu chấu non lớn lên bằng cách là phải trải qua nhiều lần lột xác. Tại sao phải lột xác? Bởi vì cái vỏ của nó bằng kitin kém đàn hồi, không lớn theo kích thước cơ thể, cho nên nó muốn lớn lên được thì nó phải trải qua từng giai đoạn lột xác để hình thành nên một cái lớp vỏ mới vừa vặn hơn với cái cơ thể kích thước mới của nó. Sau cùng đó là bài 27 đa dạng và đặc điểm chung của lớp sau bọ. Phần thứ nhất là sự đa dạng. Thì sau bọ rất đa dạng về số loài nè. Lưu ý về số loài ha. Thì chúng có khoảng một gần 1 triệu loài. À, gấp 2 đến 3 lần số loài động vật còn lại đa dạng về cấu tạo, về môi trường sống và tập tính. Phần 2 đó là đặc điểm chung. Trong 4 đặc điểm chung này, các em lưu ý cho cô 3 đặc điểm đầu tiên. Đó là ba đặc điểm phân biệt một động vật thuộc lớp sâu bọ. Đó là cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu, ngực, bụng. nè Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân và hai đôi cánh. Các em lưu ý điều này. Phần 3 đó là vai trò thực tiễn, chúng có những mặt lợi ích như sau, đó là giúp cho cây được thụ phấn, làm thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, thức ăn cho động vật khác và nó góp phần tiêu diệt các loài sâu bọ gây hại cho mùa màng. À, bên cạnh đó chúng có những cái tác hại như là nó phá hại mùa màng, đó là dịch châu chấu chẳng hạn và nó là những động vật trung gian truyền bệnh như là ruồi nè, mũi nè, Sau cùng, các em cần lưu ý, thứ nhất nè, ôn thật kỹ các nội dung ôn tập ở trên. Thứ hai, trong bài kiểm tra sẽ có hai câu hỏi vận dụng. Để trả lời được tốt các câu hỏi này, các em cần thứ nhất là đọc kỹ và phân tích kỹ thông tin của đề bài cho, đọc kỹ câu hỏi. Các em hãy lưu ý điều này nhé. Chúc các em ôn tập thật là hiệu quả. Chào tất cả các em.